Sáng ngày 24 tháng 11, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04, Bộ Công an tổ chức lễ đón thư khen của Thủ tướng Chính phủ và thông tin một số vụ án ma túy trọng điểm. Theo đó, đầu tháng 8 năm 2023, qua kênh hợp tác quốc tế Đài Loan, Trung Quốc cung cấp nguồn tin có hai đối tượng người Đài Loan sang Việt Nam có ý định lợi dụng tàu đánh cá buôn lậu hàng hóa nghi là ma túy, vận chuyển từ Việt Nam đi nước ngoài tiêu thụ qua tuyến đường biển. Đầu tháng 9 năm 2023, 6 đối tượng trong đường dây nhập cảnh vào Việt Nam đặt khách sạn, thuê xe, phiên dịch, thuê kho và mua 100 tấn xi măng tập kết tại kho hàng ở quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Ngày 20 tháng 9, 2 đối tượng chính điều hành đường dây nhập cảnh vào Việt Nam. Ngay sau đó, các đối tượng di chuyển đến kho hàng tại Hải Phòng và chỉ đạo bốc dỡ các bao tải chứa ma túy cất giấu trong kho xi măng. Sáng ngày 22 tháng 9, C04 chủ trì phối hợp cùng Công an thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Viện Khoa học Hình sự, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Vụ 4, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng đồng loạt bắt các đối tượng liên quan và khám xét khẩn cấp các kho hàng. Tại kho hàng Công ty trách nhiệm hữu hạn Tường Phát, Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, lực lượng chức năng thu giữ 30 bao tải không nhãn mác, mỗi bao khối lượng 25 kg, kết quả giám định 30 bao chứa ketamin, tổng khối lượng 750 kg. Ban chuyên án bắt giữ Lưu Chí Hoài, 43 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, đối tượng cầm đầu đường dây. Mở rộng vụ án, ngày 24 tháng 9 tại Hà Tĩnh, C04 phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ Phạm Duy Khánh, 35 tuổi ở Hà Tĩnh, tài xế xe khách. Khánh được thuê chở các bao tải chứa ma túy từ nước ngoài về Việt Nam. Khám xét xe, lực lượng chức năng thu giữ 22 bao tải, được giấu trong bình xăng giả và giường nằm của khách, cùng chủng loại với 30 bao tải thu giữ tại Hải Phòng. Kết quả giám định 22 bao là ma túy ketamin, khối lượng 550 kg. Theo tính toán, sau khi nhận 22 bao ketamin, các đối tượng sẽ cất giấu 52 bao chứa 1,3 tấn ketamin lẫn trong các bao xi măng, vận chuyển bằng đường biển sang nước ngoài tiêu thụ. Tại cơ quan điều tra, Lưu Chí Hoài khai nhận cùng một số đối tượng thành lập công ty dược ở nước ngoài, sau đó lợi dụng mua hóa chất, tiền chất ma túy để sản xuất ma túy tổng hợp. Ma túy thành phẩm được vận chuyển về Việt Nam qua tuyến đường bộ tập kết ở Thái Bình, sau đó đưa về Hải Phòng để xuất đi nước thứ ba. C04 đã triệt xóa đường dây sản xuất, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can tại Việt Nam. Theo Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, đây là chuyên án ma túy lớn nhất từ trước tới nay, nhưng do liên quan tới nhiều bên, số lượng cụ thể chưa công bố.